Đây quay một vòng vườn táo nơi nhà anh Đắp á. Em mốt có ai cái nhu cầu mua táo vô nhà anh Đắp này ủng hộ nha. Ở Cẩm Hương. Những vị khách đầu tiên nè, khách đầu tiên. Khách đầu tiên chào chào sân. Vừa tấm quay. Đâu ăn sao? Ăn với ăn ngay cái mỏ nhân quất kìa. Thường bình thường chưa ăn nữa là mỏ đã nhọn. Cái mỏ mới tới nhà, cái mỏ tới toilet rồi. Có chuyện ra là thấy sạch sẽ. Sao lính ai không giống anh? Cái gì? Nói ai? Mới tới cửa mỏ tới toilet rồi. Nè nè bé nè. Đây khu này có nhiều trái nè. Chỗ nào nó nào nhiều trái nhất? Đâu? Đâu đâu đâu. Chùm chùm này phải không? Chùm này phải không? Đây đây. Rồi rồi đặt cọc khu này bữa nào vô hái. Vậy. Đặt cọc cây này đi. Cọc kia đi. Cây này như sai trái nhất nè. Trái nó ngọt nó vàng tươi. Ừ. Trái nhiều quá. Đây trái nhiều. Không biết chưa. Đây khu này táo còn hơi nhỏ nè. Này bán cái 2 tháng nữa không Đắp? Cái 2 tháng nó to. Nhỏ nhỏ nhí nhí nhóc nè. Về hả? Đâu? Đây cái gì? Nam để cho nữ xem phải không? Hả? Vườn táo nhà anh Đắp ở Cẩm Hương. À, trái đầu tiên đi mở hàng. Nè. Táo nè nhóc nè. Anh lấy tay cầm cái táo rồi cho người ta. Đó. Cái gì? Nè, nó nhiều nè. Đứng giữa đầu ha. Đây ăn chồng đây là ông chủ. Con dẫn chủ ơi. Quay qua chồng bao nhiêu năm ông chủ? Chủ. Chủ ơi. Quay gì vậy? Quay qua quay lại vậy. Chủ quay cho chồng bao nhiêu năm rồi? 80 năm rồi. Gì từ 80 năm mới được nhiêu đây hả? Đâu ông chủ nói đàng hoàng coi. Nè, phỏng vấn chủ nè. Cái gì? Mua trái được. Này nha, bao nhiêu gốc ông chủ? Hả? Gì? Nè quên nè. Gì bít bụng cái đội nón gì dễ vậy? Sao mới vô về? Tham quan người lột cái đi vòng vòng coi sao những cái gì khách đầu tiên xong đất đây à, đến đây này quay là đeo khẩu trang né không à. Đẹp lắm né hoài à. Ờ giống như này. Đây quay một vòng vườn táo nơi nhà anh Đắp á. Em mốt có ai cái nhu cầu mua táo vô nhà anh Đắp này ủng hộ nha. Ở Cẩm Hương.